tại sao người ta lại bỏ 60 triệu ra chỉ để mua một cái tủ lạnh thôi, trong khi một cái tủ lạnh 7-8 triệu cũng đã đủ đáp ứng được nhu cầu bình thường rồi mà. Ở đây mình đã có một cái tủ lạnh như vậy nè. Đây là cái tủ lạnh Panasonic Prime Plus. Chỉ cần các bạn mở cái cửa tủ lạnh ra thôi là các bạn đã thấy cái sự khác biệt rồi. Tất cả mọi cái ngăn này á, nó đều nằm ngay cái tầm mắt của các bạn hết. Bạn có thể nhìn một cách bao quát và bạn không có sót bất kỳ cái thứ gì. Bình thường á, với những cái tủ lạnh khác thì các bạn thấy là mình hay quên những cái đồ mà lâu quá không ăn rồi phải đổ bỏ đi nè. Cái thiết kế bên ngoài của cái tủ lạnh này nó cũng khác nữa. Các bạn thấy là nó rất là đẹp. Ở phía trên này á, là những thực phẩm cần trữ mát và các bạn đã nấu nướng xong rồi. Tiếp theo á, là ngăn đông mềm Prime Fresh. Cái ngăn này á, để mình chứa cá hồi nè, mình chứa thịt bò nè. Khi mà rã đông á, thì nó rã rất là nhanh. Ngoài ra những cái tủ lạnh của Panasonic thì còn có cái công nghệ tên là Nano EX. Đây là một cái công nghệ vừa khử mùi nè, giảm được dư lượng thuốc trừ sâu, đồng thời là vô hiệu hóa được vi khuẩn và virus luôn. Bây giờ thì các bạn đã hiểu là vì sao cái tủ lạnh 60 triệu nó khác so với là những cái tủ lạnh bình thường rồi.